Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Hyundai Kona. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019, màu đỏ, biển số tỉnh rồi nhá. Xe thì đã được bên em cho rút hồ sơ rồi, xe vừa chuyển ra đến nơi thì anh em đang kiểm tra chất lượng của xe thôi. Về cơ bản là xe đẹp, không vấn đề gì. Đó. Xe của em chạy được hơn 2 vạn km. Cái này thì lát nữa em sẽ cho mọi người xem đồng hồ bên trong. Ở đây thì có khoang động cơ, em sẽ cho mọi người xem luôn. Đó, mộc mạc từ khi mà xe mới về. Em thì vẫn thường xuyên quay những cái xe mộc mạc như này để cho mọi người có thể xem được nguyên bản và ngay từ đầu nó như thế nào, thì cứ thế là quay thôi. Các phần ốc tai ở bên này đó, rất là đều và chuẩn chỉ. Cả bên đây nữa đó. Không hề có một dấu hiệu tháo dỡ hay là có va chạm gì cả. Chiếc này của em là phiên bản turbo mới nhá, bản 1.6 turbo. Chiếc xe này, động cơ 1.6 turbo này thì được sử dụng chung với cả bản Tucson turbo. Đó, nên là quý anh chị nào mà mua cái xe này ấy, thì mua xe Kona nhưng lại được sử dụng máy của Tucson. Đó, rất là hay. Bản turbo này thì nó đắt hơn các cái bản kia khá là nhiều. Thứ nhất là được sử dụng ghế điện này. Thứ hai là máy turbo tăng áp. Cái thứ ba nữa là bản full option thì có thêm cửa sổ trời như thế này. Đó. Duy nhất chỉ có bản turbo này mới có sử dụng cửa sổ trời thôi. Còn tất cả những cái bản còn lại thì không có cửa sổ trời mọi người nhá. Bản turbo này giá của nó cao hơn rất là nhiều so với bản 2.0 thường. Tuy nhiên là xe cũ như thế này thì lại xem giá như nhau, tiết kiệm được rất nhiều. Cho quý khách hàng nào định mua cho gia đình sử dụng thì rất là hợp lý đấy. Những cái điểm này thì đều được chủ xe cẩn thận dán vân carbon vào. Cái này không thích thì mình có thể bóc ra, trở về cái trạng thái nguyên bản ban đầu của nó mọi người nhá. Thêm một điểm nữa thì trên bản turbo sẽ sử dụng bộ la răng như thế này. Nó khác so với cái bộ la răng của 2.0 và bản bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn mọi người nhá. Đó, xe vừa về nguyên bản như thế nào em quay luôn, thực tế luôn. Không, anh chị không phải lo về chất lượng. Khi mua xe ở bên em thì hoàn toàn được đảm bảo và anh chị có thể check hãng, check lịch sử thoải mái. Chiếc xe này được chủ xe họ làm thêm chống ồn rồi. Đó, tiết kiệm được khá là nhiều và giảm được độ ồn vào trong xe khá là nhiều cho khách hàng. Kona là một trong số chiếc xe nhỏ gọn mà em rất là thích. Nó để chạy thì nó nhỏ gọn, đặc biệt là các chị mà đi dòng này ấy, thì rất là thích. Vì nó rất là gọn, máy nó mượt, êm, chạy nó rất là ổn định. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì cũng vô cùng tiết kiệm. Bác nào mà lại thích động cơ turbo á, mà chưa đủ tiền để mua Tucson thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi. Cái này để dưỡng cái mặt này thôi, còn nếu không thích chúng ta có thể bỏ ra, không vấn đề gì. Hiện tại số km đang là 26.000 km mọi người nhá. 26.000 ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 chế độ lái ạ. Chúng ta có thể lựa chọn ở đây và trên màn hình tablo này. Đó, chế độ Comfort, Eco và Sport. Đó. Có 3 chế độ lái để cho mọi người lựa chọn. Ở đây thì sẽ có hệ thống camera lùi và màn hình DVD theo xe. Đó. Điều hòa tự động. Rồi các phím bấm ở đây còn rất là mới. Em xin phép quay nhanh một chút như thế này thôi nhá, để cho mọi người nắm được thông tin về xe. Bên em xe đã về rồi. Đây là chiếc Hyundai Kona sản xuất năm 2019, phiên bản 1.6 turbo. Hiện tại thì em đang bán chiếc xe này với giá là 640 triệu mọi người nhá. Chi tiết thì mọi người vui lòng alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo.
Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này cho mọi người để xem và cảm nhận. Và em sẽ gửi đến cho mọi người một cái video hoàn chỉnh hơn về chiếc xe này sau khi mà em cho đi spa, dọn nội thất đẹp lẽ, đẹp đẽ. Em sẽ gửi lại video cho mọi người coi nhá. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.